mình chắc không hứa đâu nhỉ. À, để họ sẽ nép vào một góc này để cho không vướng cái xe người ta lưu thông cả nhà ơi. À, có một người đã bị vấp ngã. Không sao. À, cứ quay những mình cứ chia sẻ những hình ảnh nào tốt đẹp đây. Đây là trước mắt các cô chú anh chị đang xem là học sinh bên kia đang lưu thông qua cầu, đang lưu thông qua bên cầu đây. À, học sinh đi bộ nha cả nhà, học sinh rất là đông mà đi bộ. Để họ sẽ đi lại đây chia sẻ với cả nhà mình. À, vì ở đây xe bây giờ lưu lượng đông quá mình cũng chưa đi được, không nhúc nhích được. Nhúc nhích được thì mình sẽ đi lại tìm góc quay để xem những em học sinh được chính thức đi qua cây cầu để đi học. Thì rất là sớm, cũng mong là sao các em nó có cái tương lai học hành nó tốt đẹp hơn. Bây giờ Sang sẽ đi lại đây để cả nhà mình cùng xem các em học sinh đi qua cây cầu nha cả nhà. Đây cả nhà giúp cho họ xem một lượt chia sẻ nha. Đi lại đây sẽ thấy được những em học sinh đi qua cây cầu như thế nào nha. Chết thiệt. Khi họ Sang di giờ lại đây để chia sẻ cả nhà là những cái hình ảnh mà các em học sinh sẽ đi qua cây cầu Phong Châu. Thì buổi sáng hôm nay thì nắng nó rất là nhẹ nhưng mà rất là khó thấy, cả nhà mình thông cảm. Cái lượng xe rất là khá là đông luôn cả nhà. Ở đây thì thấy rõ nhất các em học sinh đi bộ và cũng như là có một số đi xe đạp điện, xe máy điện để đi qua cây cầu để kịp giờ đi học. Thì mục đích thì các chú bộ đội ở đây và cũng nhà nước của mình đã quan tâm đến dân, cũng là sau khi bị sập cây cầu Phong Châu và tai nạn vừa qua rất là nguyên khóc thảm khốc, nhưng mà cũng đã nhà nước cũng đã khắc phục hỗ trợ cho dân và bên bộ đội cũng đã giúp cho dân làm cái cầu phao để cho trước tiên thì học sinh được đi qua đi lại, được học hành và sẽ phát triển tương lai tốt đẹp cho các em. Các em cũng chỉ là đang một cái mầm non. Các chú bộ đội này cả nhà thấy không, để có một cái xe nào nặng là các chú bộ đội là hỗ trợ ngay đẩy lên luôn. Đấy, còn không biết như thế nào thì cứ có trục trặc thì là có các chú bộ đội đến chia sẻ động viên cũng như ẩn đẩy. Đây cả nhà thấy trước mắt cái xe vẫn lên đó, học sinh vẫn đi học để có cái tương lai sau này. Mong rằng thì sẽ sớm xây cái cây cầu Phong Châu mới thì để cho học sinh và người dân đi qua lại. Mong cả nhà mình yêu mến và đăng ký kênh ủng hộ Hồ Sen cũng như giúp đỡ Hồ Sen một lượt chia sẻ thì Hồ Sen có cái động lực và tinh thần để cập nhật đến cả nhà mình xem những ngày hôm qua xe ô tô sao nhiều quá, hôm nay xe ô tô đi đâu hết. À bạn T ơi, không phải là xe ô tô không đi hay là đi đâu, hiện bây giờ phải cho một số lượng xe máy khá là đông và học sinh ưu tiên để đến trường trước, rồi lượng xe máy này lưu thông nó giảm bớt đi, xong rồi đến ô tô thì ô tô sẽ đi qua hàng loạt. Như cả nhà mình thấy ở bên dốc cầu bên kia thì ô tô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để qua cây cầu, nhưng phải có một lượt xe. Hiện bây giờ cầu phao này là chỉ có khi mà lưu thông hai làn á, là hai làn xe máy cũng như là trước mắt các bạn đã thấy là hai làn xe máy và làn đi bộ thì được lưu thông thành hai làn, còn ô tô thì chỉ được phép lưu thông một làn để tránh tình trạng ùn tắc và quá tải. Nhưng mà đây là đang trong thời gian
thử nghiệm và thử tải của cây cầu, cho nên là bên bộ đội người ta cũng muốn điều gì đó chắc chắn và an toàn. Sau nữa thì sẽ cho lưu thông hai làn. Và hôm nay nó có trục trặc một tí là tối hôm qua có chiếc tàu mà nãy Hồ Sen mới chia sẻ đó, có chiếc tàu đó đi ngược nước lên để trục vớt cây cầu, cho nên là tối hôm qua là ngày mới nhưng mà vẫn phải tháo cây cầu ra để cho chiếc tàu đó lên. Sáng hôm nay gắn lại cho nên nó mới có cái vụ nó ùn tắc như thế này. Còn mà bình thường nếu mà ngày nào mà không tháo cầu á thì cứ 6 giờ sáng là người dân mình được lưu thông bình thường như những cây cầu khác. Đây một bạn đây đi sang qua bên cầu nhưng mà giống như người Tây nè, đi có ba lô kéo ra cả nhà, thấy không? Rất là đông, số lượng người và xe phương tiện ở đây lưu thông qua cầu rất là đông. Cả nhà bên đây, cả nhà mình giúp cho Hồ Sen xin một lượt chia sẻ đi cả nhà. Khi nãy Hồ Sen nói là nói chiếc tàu đó đó, thì tối hôm qua có lịch trình là lên nhưng mà phải đợi bắt cái cầu cho dân đi qua trước đã mới lên được. Thì dân đã đi qua hôm qua một ngày, thì hôm nay phải tối này là phải tháo cái cầu ra để cho chiếc tàu đó lên. Chiếc tàu đó còn trục vớt cây cầu ở trên, thì bên nào cầu phao thì cầu phao, cứu hộ vẫn cứu hộ, trục vớt vẫn trục vớt, lặn tìm và tìm kiếm trên sông Hồng thì vẫn là liên tục để tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Còn cây cầu thì nãy là cả nhà mình thấy đi bây giờ còn chưa hết học sinh, đúng không? Nên cái lượng học sinh ở đây rất là đông, vì cái trường thì trường là bên Hồ Sen đứng là bên Tâm Nông, thì bên Lâm Thao thì đi qua bên Tâm Nông này học trường đây cấp 2, cấp 3 rất là nhiều. Nhưng mà học sinh thì ưu tiên cho học sinh để ưu tiên học sinh để cho học sinh còn đi học cả nhà. Còn sau đó thì cho mấy cái xe máy đi sang, xe máy sang xong cho nó ổn thỏa, nó bớt ùn tắc đi, cái lượng số đường bớt ùn tắc thì bắt đầu là ô tô sang. Đúng ra thì rất là nhiều lực lượng, cả nhà mình cũng biết lực lượng giao thông đường bộ, giao thông đường thủy và bộ đội kết hợp với nhau để làm những cái việc này cho dân nó đi tới đi lui cho nó suôn sẻ, nó dễ dàng hơn, chứ không phải là như trước kia nó khó khăn. Cả nhà mình giúp cho họ xem một lượt chia sẻ nha cả nhà. Chào cả nhà buổi sáng vui vẻ, nhiều sức khỏe bên gia đình. Giờ Hồ Sen nhắc lại, Hồ Sen đang có bán mà không dừng từ thiên nhiên tự tay Hồ Sen đi bắt ở trên rừng Mây Châu ở trên núi á, núi rừng á, về chắc khoảng được 10 lít gì đó thì Hồ Sen có bán nha cô chú anh chị và các bạn nào yêu mến thì mua ủng hộ đi, mật ong về uống buổi sáng cho nó tốt sức khỏe và để Hồ Sen có một tí kinh phí đi tới đi lui cập nhật cho cả nhà mình những cái thông tin tin tức và tình hình tại cầu Phong Châu như cầu phao trục vớt và làm cái cầu mới. Thì mong rằng cả nhà mình yêu mến thì muốn ủng hộ để Hồ Sen có tí kinh phí nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Và bây giờ mời cả nhà mình cùng theo dõi cái số lượng xe lưu thông qua cầu Phong Châu nhé. Mình Hồ Sen cập nhật như thế này cũng không khác gì cập nhật cái VOV giao thông. Mỗi sáng người ta cũng cập nhật tuyến đường nào, Hồ Sen chỉ cập nhật tuyến đường cầu phao từ Tâm Nông qua Lâm Thao đây nè. Cả nhà giúp cho Hồ Sen một lượt chia sẻ đi cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Khá đông. Hồ Sen trước mắt thì thấy như có mấy đồng lẻ người ta rơi hay là ta cố ý đi qua cầu người ta giải tiền lễ phí gì đó. Thì cái đây thì Hồ Sen cũng là nghĩ rằng đó, riêng cá nhân Hồ Sen nghĩ là chắc có lẽ những người thân của người mà bị mắc nạn trong cái cầu á, người ta đi qua cái cầu người ta phải một ít tiền người ta để cho người thân người ta tốt hơn, hay là để gọi là cái tiền lễ phí cho người thân người ta đi cầu á cả nhà. Thì mặc dù tai nạn vừa qua rất là
thảm cốc, nhưng mà người thân người ta đi qua, người ta cũng muốn cho người thân họ đi qua cây cầu được, thì mắt của mình thì sẽ không thấy được. Nhưng mà theo họ Sen nghĩ là chắc đâu đó cái gì đó chắc là có lẽ là có, cho nên họ làm cái điều đấy. Giống như cả nhà mình cũng biết nhiều cái xe mà xe mà làm nói về mình không nói về cái chuyện buồn, xe người ta đi ngang qua cầu người ta không phải ít tiền lẻ. Còn này là dân người ta đi, người ta cũng làm cái điều đấy. Tí nữa họ Sang sẽ đi quay cho cả nhà mình xem cái số lượng rác ở trên nó mắc vào cái cầu phao nó như thế nào, rất là nhiều rác luôn. Các chú bộ đội thì cũng rất là tích cực, liên tục gỡ rác, gỡ rối và chuyển mấy cái rác đi, và cũng chăm sóc cây cầu từng dây băng, từng dây thép cũng như là dây cáp để cho giữ bảo đảm an toàn cho cái cầu phao. Như cả nhà thấy bên kia rất là đông, chắc là cả nhà mình cũng là thấy bên kia rất là đông. Em bên đạo Phật cả nhà ơi. Chị Hà, em bên đạo Phật, em A Di Đà Phật. Em không biết bên nào, nhưng mà chắc lẽ là em bên giống như ông thầy Minh Tuệ, ông thờ Phật thì em bên Phật. Nói vui cả nhà thôi, xưa giờ nhà em là bên đạo Phật. Cái lượng lưu thông xe khá đông. Cả nhà ở đây 500 các bạn đang xem, giúp cho Sen mỗi người một lượt chia sẻ. Sen chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chỉ cần ở trong này giúp cho Sen 10 người thì chia sẻ cho họ Sen một người, nên cho họ Sen xin một lượt chia sẻ thôi. Họ Sen rất là quý, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hay bây giờ ô tô bên kia còn chưa sang bên này bờ, thì ở bên này thì có cái chỗ này nó đang làm, nhưng mà nó bị nguy cơ sạt lún, cho nên người ta hạn chế, nên cái eo nó bé một tí, cho nên lên xuống nó hơi khó khăn. Hồ Sen có duyên với miền Bắc rồi, dạ khả năng là như thế chị ạ. Nếu như mà có duyên thì mình sẽ ở ngoài này, nếu như đủ kinh phí để đi tới đi lui và làm được những việc tốt thì Hồ Sen cũng sẽ cố gắng. Mà nói chung thì nhiều người có tiền thì người ta đi làm từ thiện, còn mình không có tiền thì mình có máy quay thì mình đi quay, mình chia sẻ lên cho mọi người được xem. Cũng không có gì gọi là không có gì quá khó khăn đối với mình, đúng không? Vì đó mình trong khả năng mình có thể làm được thì mình sẽ làm. Đấy, thêm một chiếc xe máy khá nặng. Chú bộ đội ở đằng sau phải ẩn lên nữa nha nè. Các chú bộ đội hỗ trợ hết mình để tránh tình trạng ùn tắc giao thông đi qua cây cầu, nên là chú bộ đội lúc nào cũng giúp cho các người dân ở đây. Đây cả nhà sẽ được thấy một cô chở hàng như chổi, mía và giỏ như này, là có chú bộ đội sợ bị chuột dốc, chú cũng níu vào để hỗ trợ. Đây, trước mắt cô chú anh chị và các bạn sẽ thấy đây. Ở bên góc phải màn hình, học sinh bây giờ là 6 giờ mấy mà học sinh còn chưa qua hết cả nhà. Rồi bên kia còn tiếng học sinh khá là nhiều, đang ưu tiên cho học sinh là ngày này cũng phải có duyên. Dạ vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ là 6 giờ 50 rồi, nhưng mà học sinh chưa qua hết. Khả năng là sẽ ưu tiên học sinh để đến trường cả nhà.
mầm non mà. Học sinh này là một mầm non của mầm măng của thế hệ tương lai, thì mình ưu tiên được là tốt. Theo em nghĩ sẽ được ưu tiên đi qua nè. Kia bên đây nãy giờ qua rất ít mà bên kia qua rất là nhiều, vì học sinh giờ bây giờ còn nguyên một cây cầu luôn, học sinh không. Từ bên đây qua bên kia luôn toàn học sinh. Bây giờ đây là học sinh đó, học sinh cấp 3. Đấy, quá trời đông luôn, qua tới bên kia luôn cả nhà. Nè, từ cây cầu bên đây mà qua tới bên kia này cả nhà thấy nè, học sinh đông lắm. Thấy cả nhà thấy không? Màu xe anh sẽ zoom vào một tí để thấy xa xa thôi, chứ không được rõ cả nhà vì thiếu ánh nắng. Hai cái lượng lưu thông khá đông. Cả nhà giúp cho Hồ Sen xin một lượt chia sẻ nha. Để như thế này thì còn thấy cả nhà ơi. Bung to quá không thấy được đâu. Thì hôm nay khi nãy thì có một ít bình minh lên rất là đẹp. Bây giờ thì bình minh đã xuống bi phức qua bên đám mây rồi, cho nên không thấy rõ được nữa rồi. Ở bên kia cây cầu mà vẫn còn quá đông học sinh, nó trắng không, để cho số lượng học sinh sang hết bên cây cầu bên này để học sinh cùng đi học. Đông lắm. Khi nãy ở chỗ kia thì quay rất là đẹp, nhưng mà bị vướng hai cái máy móc rồi họ sẽ không quay được, nên là phải đi lại đây. Cả nhà giúp cho họ sẽ xin một ngón tay đi lên nha cả nhà, để có cái tương tác của bên nền tảng á, thì khi mà Hồ Sen mở like lên thì nó được nhận cái sự thông báo và đến thông báo đến mọi người. Hồ Sen cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hồ Sen chỉ xin cả nhà một cái like và cái chia sẻ thôi, và đăng ký kênh là được. Còn Hồ Sen không đi xin tiền, cho nên cả nhà yêu mến giúp cho Hồ Sen để phát triển tốt hơn, có cái sự uy tín bên cái nền tảng, thì lúc đó thì Hồ Sen đi đến đâu chia sẻ đến đâu thì cũng được nhiều người quý mến và chia sẻ để nhiều người biết đến cái thông tin tin tức. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chị không biết chia sẻ chỗ nào em. Chị Hà ơi, chị đang xem á, chị đang xem á, cái màn hình đang xem á, ở trong đó nó có nút chia sẻ, chị bấm vào nó vẫn còn giữ xem, nhưng mà bấm vào đó xong rồi chị chia sẻ lên trong hội nhóm mà nền tảng nào cũng được, giúp em là được. Chị đang xem trên màn hình á, chị thấy chữ chia sẻ, chị bấm vào chia sẻ đó xong rồi chị chia sẻ lên như hội nhóm. Nếu mà được hội nhóm thì rất là tốt. Bây giờ là ưu tiên cho học sinh nguyên một làn đường cả nhà. Đây cả nhà mình xem. Từ đây sang cây cầu thì khá là đông nè. Cả nhà mình thấy học sinh nè. Khá là đông. Chỉ toàn là học sinh thôi. Phụ huynh thì giờ này nãy chắc là cho qua rồi, đi chợ hay đi làm. Bây giờ là ưu tiên cho học sinh là nguyên một cái làn đường luôn. Hiện bây giờ là chỉ có một làn đường dành cho học sinh nè. Thì học sinh khá nhiều cả nhà. Giờ em nghe nói mấy ngày trước á, thì trên truyền thông người ta cũng đã chia sẻ là mấy ngày trước á, là học sinh á, là khi mà bị sập cây cầu nó, học sinh được các nhà tài trợ đưa đi bằng xe buýt, nhưng mà sau khi mà cây cầu hoạt động lại thì học sinh sẽ tự đi, nên giờ học sinh đi rất khá là nhiều, khá là đông, cho nên là cái lượng học sinh khá là đông, cho nên là bây giờ là ưu tiên để gần hết, bây giờ để học sinh đi qua để kịp giờ học cả nhà, kịp giờ học xong rồi bắt đầu tới dân đi tiếp. Vì theo em biết chỉ có mình nhìn trong cái áo là mình biết học sinh mình ưu tiên thôi,
chứ chả lẽ bây giờ ai cũng phải đi hỏi người dân này đi làm gì, người dân kia đi làm cái kia thì đi hỏi nó khá là phiền. Chỉ có biết là thấy học sinh nó đi qua nguyên một luồng thì để học sinh đi ưu tiên, chứ không thể nào mà từng người đi dò đi hỏi được, đúng không? Nó khó. Cả nhà mình 500 người ở trong này đang xem, là giúp cho Hồ Sen chừng 10 người mà một lượt chia sẻ là Hồ Sen cũng đã cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Vì cái lượt chia sẻ ở đây nó rất là quan trọng cả nhà, để cho cái nền tảng nó biết được đây là cái sự việc nên chia sẻ. Vì đây là em cũng đang chia sẻ cả nhà mình những cái búp măng non của cái tương lai, thế hệ tương lai sau này. Biết đâu những em học sinh này học mai kia sẽ thành tài và đổ trạng, cũng như là sẽ làm những cái việc gì đó sáng tạo và tốt đẹp cho xã hội và tương lai, nên mới gọi là tương lai cho đất nước mầm non của sau này, nên là rất là ưu tiên cho học sinh. Còn phụ huynh thì khả năng thì chắc ở đây rất là nhiều anh chị là cũng đã xem được thì biết được, thì phụ huynh có việc thì nên đi sớm, còn không thì cứ nán nán là một tí để ưu tiên cho học sinh, để học sinh đi học trước, xong bây giờ mình hãy đi qua cây cầu này thì rất là tốt. Mình đang đứng đây mình nói nhưng mà mọi người đang dòm ngó mình rất là đông. Đây cả nhà mình thấy ở đây có Hồ Sen đang đứng nè. Bây giờ hai làng thành một làng ưu tiên cho học sinh rồi. Học sinh khá nhiều, ưu tiên cho học sinh trước. Hai làng đường thì bây giờ thành một làng rồi. Một làng đường để cho học sinh còn đến trường sớm nè. Cả nhà thấy không? Bây giờ hai làng đường mà bây giờ một làng 99% là dành ưu tiên cho học sinh để học sinh đi lên để đi đến trường, cấp sách đến trường. Nó là khó khăn bây giờ chờ trễ giờ học thì lại không tốt cho thế hệ tương lai con cháu chúng ta sau này. Ở bên kia thì em đang thấy là số lượng giao thông đang giảm dần ở bên kia, khả năng là ưu tiên một làn đường này hết cái cầu phao luôn à cô chú anh chị ơi. Đấy, ưu tiên cho học sinh để đến trường, cấp sách đến trường, để hết cái làn đường này khả năng là dừng, bên kia không lưu thông nữa, chắc là hết học sinh sau đó mà tới bên này sang nữa, quá đông luôn đúng không? Cả nhà đừng quên giúp cho Sang xin một lượt chia sẻ nha, một lượt like nha cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Những cái lượt like ngón tay đi lên các cô chú anh chị và các bạn cũng là một cái động lực cho họ sẽ ghi hình và cũng như là chia sẻ, cũng như là sẽ có cái uy tín của trong cái nền tảng thì họ sẽ giúp cho họ sẽ chia sẻ cái video này, mọi người chia sẻ và nền tảng cũng chia sẻ luôn để giúp cho họ sẽ được có cái sự chia sẻ của cái nền tảng. Thì từ đấy thì Hồ Sen khi nào mà mở máy lên thì mọi người cũng biết, và đôi khi nếu mà cả nhà chia sẻ nhiều thì cả nước cũng biết hết đây nè. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, đây rất là đông, mình đang vướng, mình phải tránh số lượng giao thông ở đây. Hiện bây giờ cũng đương ưu tiên cho học sinh rất khá là đông luôn. Em nghĩ là bên kia đang dừng lại rồi đấy, phải là lên hết cái số lượng này là dừng lại. Cả nhà thấy không, ở dưới cầu người ta đương muốn dừng lại để cho bớt cái số lượng quá tải ở trên này. Vì ở sau lưng ở Hồ Sen ở ngay chỗ kia là nó có cái khúc cua cả nhà, ở chỗ đó nó có cái khúc cua, mà khúc cua đó ngay cái ngã ba nó rất là bé, nên là chỉ cần hai chiếc ô tô thôi là sẽ vướng, cho nên là ưu tiên cho một làn ô tô đi lên và học sinh thì đi lên đã, cho nó không phải vướng, chứ nếu không là vướng rất là nhiều, cho nó bớt vướng đi rồi giao thông nó mới không ủng tắc được. Bây giờ các cơ quan chức năng như là quân đội với lại công an giao thông bên người ta cũng đã phân luồng, các ban ngành người ta đã phân luồng để cho học sinh đến trường nhanh nhất có thể.
Đấy, bây giờ phải đi đường tắt nè, học sinh phải đi đường tắt, cái đường mà của Hồ Sen đứng đây nè. Đấy, phải đi đường tắt này để cấp sách đến trường cho nó dễ. Đây, ở dưới này thì quá đông. Ở chỗ đó nó có giống như cái ngã ba mà cái mũi tàu đó nè, rất là đông luôn. Các bác nè, bác mình đi đến đâu không, đi đến đó nó bít nên mình cũng quay được. Số lượng giao thông của mình hiện bây giờ ở đây đông, chắc chừng đôi ba phút thôi, cả nhà, đôi ba phút thôi là sẽ bớt cái ùn tắc, số lượng học sinh này lên hết, là dân mình sẽ đi hai luồng. Bên ban ngành người ta, bên trách nhiệm người ta sẽ phân luồng ra, có cái luồng để đi không có bị ùn tắc. Theo em nghĩ chắc mấy ngày này thì nhà trường chắc cũng tính lại cái thời gian để cho các cháu đi, đôi khi nó ùn tắc hoặc là chưa đến trường được kịp thì nhà trường chắc cũng sẽ hiểu. Em mong sao cái video này chia sẻ lên đến cho mọi người được biết, cũng như là bên giáo dục của nhà trường hiện tại ở Thanh Long hay là bên Lâm Thao thì họ sẽ biết, và bên các hiệu trưởng trường cũng sắp lại cái thời gian, cũng hạn chế cho các bớt hạn chế cái thời gian đi để cho các cháu đến muộn một tí. Thì bây giờ cái lượng xe nó quá đông thì biết làm sao, đúng không cả nhà? Ví dụ như là học 7 giờ thì nán là nửa tiếng, 7 giờ rưỡi thì nán là một tiếng để cho học sinh nó lên đông đủ. Chứ bây giờ thì học sinh chưa đến thì em sợ nếu mà lên khỏi chỗ Hồ Sen đang đứng ở đây thì chạy đến trường chưa được 5 phút. Là thế, em cũng mong sẽ sớm nhất có thể để học sinh còn cấp sách đến trường. Nhà thấy số lượng xe đông, bây giờ thành cái đường một chiều rồi. Có rất là nhiều người điều tiết giao thông mà còn như thế, không điều tiết giao thông thì không thể nào đi qua cái khung đường này được, bây giờ này được luôn á cả nhà. Thì ai cũng muốn đi mà. Ai người ta cũng muốn đi á, nhưng mà ưu tiên nhất là học sinh, là học sinh là Minh Nguyễn chào buổi sáng, chào bạn Minh Nguyễn nha. Chào cả nhà mình, chúc cả nhà mình buổi sáng nha, an lành, như là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và cả nhà mình nếu mà có công việc đi làm thì chúc mọi người mình đi làm thuận tiện trong công việc, công việc làm ăn giờ sẽ phát tài nha. Cảm ơn cả nhà mình đã chia sẻ video này. Đấy, cả nhà mình với mấy người chia sẻ là nó sẽ có cái lượt đề xuất ngay. Cũng như cả nhà mình xem thì những cái lượt đăng ký kênh, lượt chia sẻ, lượt like thì hoàn toàn miễn phí. Cho nên các cô chú anh chị như các bạn giúp cho Hồ Sen bấm vào là được. Nó không có cái gì. Thấy Hồ Sen chia sẻ tích cực và có ý nghĩa trong cuộc sống thì cả nhà mình giúp cho Hồ Sen xin một lượt chia sẻ, lượt đăng ký kênh cũng như một lượt thích, thì trong cái nền tảng đó sẽ cho rằng là video này có ý nghĩa. Nhưng mà đây là Hồ Sen chia sẻ thật, có ý nghĩa thật mà. Học sinh cấp sách đến trường là một cái búp măng non, cũng như là một cái thế hệ tương lai một rất là tốt. Đây, cả nhà thấy cái xe kia bị đổ thì lực lượng bên bộ đội ra đến nè. Cả nhà thấy không? Không để cho tất cả các xe nào bị đổ vỡ hay là ngã gì, thì bị một phát là có lực lượng, có nhiều người đến để hỗ trợ, để chạy cái xe lên, cũng như ở cái xe đẩy xe lên để cho người ta lưu thông. Hiện bây giờ thì giảm rồi, nhưng mà đang trên tuyến đường mà Hồ Sen đang đứng ở đây có một cái bờ kè rất là cao, là sâu, thì học sinh đã sẽ đi được lưu thông đấy. Còn mà cái chỗ đây thì cả nhà đang thấy chỉ còn một tớp nữa, sẽ cho hết cái tớp đó lên là hết học sinh rồi. Bên kia bắt đầu tới chắc là các phụ huynh, chắc là đến các phụ huynh đi làm. Đây, những cái công việc mà tích cực chú bộ đội, chú bộ đội như là tình nguyện viên,
cứ thấy cái gì khó khăn hoặc là khó là sẽ có chú bộ đội đến giúp đỡ cho mọi người. Đây ngay cái chỗ này đấy, mấy cái xe đó vẫn ùn tắc, không phải là xe đó ùn tắc nhưng mà người ta muốn điều tiết để cho học sinh đến trường trước, học sinh sẽ đến trường trước rồi mới tới phụ huynh. Thì cái xe to nó không biết là học sinh hay phụ huynh, nhưng mà nó là ô tô to thì người ta sẽ cho đi chậm lại đó. Còn phụ huynh ở học sinh thì cho đi trước. Đây trước mắt các cô chú anh chị và các bạn đang xem chiếc tàu ở dưới kia, thì họ sẽ chạy lên phía trên, họ sẽ cẩu tiếp cái cầu, trục vớt cái cầu lên. Chiếc tàu đó sẽ trục vớt cái cầu lên. Còn ở bên cái cầu kia ở dưới đây thì vẫn còn một số lượng người, khả năng là sẽ cho lên, chứ ở dưới đó thì lại ùn tắc dưới cầu, cho lên hết ở đây để chạy cho nó thông. Vì ở trên này người ta đang dồn nó đông á, nên là chặn ở đó lại để kịp thời ngăn chặn khi không bị sự cố, và cũng như họ sẽ phân luồng để giao thông nó được tốt nhất có thể. Khả năng nếu mà họ sẽ có duyên, chắc mai kia họ sẽ ở đây cầm máy quay chia sẻ trực tiếp cho cả nhà mình phân luồng giao thông buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều á. Cả nhà mình giúp họ sang xin một lượt chia sẻ nha cả nhà, cũng như một lượt đăng ký kênh và bấm vào cái nút ngón tay đi lên á, để nền tảng có cái sự uy tín của nền tảng và có ý nghĩa trong cuộc sống và nhân văn xã hội, thì nền tảng sẽ giúp cho họ sang chia sẻ đến rộng rãi mọi người, cũng như là mong rằng là cả nước được biết, cũng như là những người ở gần cái cầu Phao Phong Châu hoặc ở bên Tâm Nông Lâm Thao của Phong Châu Phú Thọ, thì hai bên huyện này, huyện Tâm Nông, huyện Lâm Thao cũng như là tỉnh Phú Thọ, người ta biết đến thì để biết cái thời gian lưu thông như thế nào dễ nhất có thể. Thì cũng mong là mọi người chia sẻ cái video này để cho các phụ huynh và các anh chị nào mà có ở gần ở đây á, mà muốn sang cây cầu này á, thì mình chọn cái thời gian nào thích hợp. Như mình hãy đi lúc 7 giờ đi, còn cái thời gian mà 6 giờ 30 á là thời gian nó để dành cho học sinh người ta đi học trước đã. Bây giờ hết học sinh đi học hết đi, xong rồi tới mình để đi. Mình mong cái video này nó sẽ chia sẻ cái tích cực đến, cũng như là có ý nghĩa trong cuộc sống. Thì các bạn anh chị nào ở gần khu vực này muốn lưu thông qua cầu Phao Phong Châu thì hãy sắp xếp cái thời gian lại cho nó ổn định, khi mà học sinh người ta đi lên người ta học. Bây giờ lại tiếp tục lại hết cái xe học sinh này lên đi để xong mới phân luồng được. Cả nhà trước mắt cả nhà thấy đấy, học sinh còn khá là đông đúng không? Phải lên hết học sinh đây, người ta đến trường, bắt đầu tới các phụ huynh hay là các chị em đi mua bán. Thì họ Sen cũng mới vừa chia sẻ đó, có mong sao thì các phụ huynh học sinh và anh chị nào mua bán thì hãy chọn cái thời điểm cho nó thích hợp một tí để đi qua đi lại cây cầu. Còn mà buổi sáng thì học sinh khá đông, thì để cho học sinh đi trước cái thời gian mà như là 6 giờ 30 để học sinh đi trước đã, giờ mình hãy chọn cái khung giờ đi cho nó đỡ ùn tắc nha các cô chú anh chị. Như bình thường mà đúng ra thì mà nếu mà không tháo cầu Phao mà cái cầu nó giống như xưa thì người ta đi liên tục thì không có bị ùn tắc hả. Chỉ có là hôm qua này là tháo cái cầu Phao để cho chiếc tàu hồi nãy đó nó lên, cái tàu đó nó lên để trục vớt của cái cầu và tìm kiếm nạn nhân, thì ưu tiên thì bắt buộc phải tháo cầu ra. Thì sáng ráp rỡ thì sáng mà ráp cái cầu Phao lỡ thì mất thời gian nó khá nhiều, người dân thì chờ đợi, chứ bình thường không mất thời gian thì cứ thế mà đi thôi. Thế mà đi thì rất là dễ dàng. Để bây giờ là được, mừng quá, bây giờ là học sinh đã lên chuẩn bị hết ở trên bờ rồi, để chừng cấp sách đến trường được rồi, bắt đầu mới phân luồng lại cho những cái xe ô tô hay xe máy đi làm cả nhà ơi.
sao nãy giờ em không thấy ai bình luận giúp cho họ xem mấy cái bình luận ra nè. Đúng ra em chưa ăn uống gì đâu, chỉ có vội vàng để làm một ly cà phê cầm tay. Khi mà cập nhật những cái thông tin này họ sẽ dậy rất là sớm, 4 giờ thì mình dậy để mình làm những công việc của mình cho nó ổn thỏa, cho nó xong xuôi rồi bắt đầu mình mới tiếp tục đến đây sớm. Hồi Sen cũng đã ghi hình vẫn là ghi rất là sớm, nhưng mà khi đó là chưa kịp mở máy lên được, chưa chia sẻ cả nhà mình được. Quay từ đầu cầu bên kia này sang bên kia không rõ, quay nữa đường chỗ không có cầu đẹp và rõ hơn. Quay một nửa đường rồi đó nè. Vâng, để tí để cái này là anh đang phóng xa, để một tí như là lưu lượng giao thông lên hết đi, em sẽ quay một nửa cả nhà mình xem. Đây là một nửa phần còn lại rất là rõ bên Hồ Sen đang đứng đây. Thì quay ở đây là quay cận cảnh cả nhà, cho nên là cận cảnh lúc nào nó cũng đẹp, nó cũng sáng. Nhưng mà để mà phóng ra nó xa mà cái nhà cây cầu không gần 300m mà mình đứng 200m nữa thành 500 thì nó lại ánh sáng nó thiếu, phóng ra là nó vỡ, nó bị kém. Hay là mai kia cả nhà mình ủng hộ Hồ Sen, quý mến kênh Hồ Sen thì để Hồ Sen xin cái phép để cập nhật tình hình ở đây. Hồ Sen sẽ lấy cái máy quay, máy to của đài truyền hình đó, quay nét, căng nét luôn, phóng ra mấy trăm mét vẫn nét, chia sẻ cả nhà mình nhé, cả nhà mình dễ xem nhé. Cái này Hồ Sen đang quay bằng cái điện thoại. Thấy bây giờ là hết cái tuyến đường này lên, bắt đầu cho cái bên kia xuống để chi, cho bên kia xuống để cho họ phân luồng được. Bây giờ đường ở đây người ta đang đi lên nên nó ủng tắc rồi, không thể phân luồng được. Bây giờ ở dưới cầu là trống lỏng hết rồi, hết người ở dưới cầu rồi, bắt đầu là cho làng bên này xuống đó, xuống để đỡ ủn tắc. Bây giờ xuống nó còn nhiều nữa cả nhà, vì khi nãy là học sinh, ưu tiên học sinh qua rồi thì ủn tắc bên này khá là nhiều. Bắt đầu tới bên này là xuống, cả nhà mình đi đâu hết rồi nha, cả nhà mình giúp cho xem một lượt chia sẻ đi cả nhà. Bây giờ sẽ đi hết lượng người này là sẽ xuống ở đường kia cho đỡ ủng tắc. Ở trên kia cách ở cái cua đó cách 200m vào kia xe rất là đông rồi, cho nên không thể nào, chưa thể nào đi lên được. Ôi trời, bên kia lại đi xuống nữa rồi. Bây giờ nếu mà xe máy không thì hai làn thì dễ rồi đó. Bây giờ là xe máy xuống rồi cả nhà, để tiếp tục xe máy là sang bên cầu bên kia. Mình sẽ Hồ Sen sẽ dời cái cây qua đây cả nhà. Rồi, xong luôn. Tối màn hình không thấy gì luôn. Lúc nào cũng thế nhỉ.
Cái đó thì mình chịu rồi bạn Lợi ơi. Cái đó mình chịu luôn. Chắc có lẽ là khi đấy thì phải cố mà chịu thôi, biết làm sao giờ. Không biết ai sản xuất nảy sinh ra cái ông Tào Tháo làm gì thì không biết. Lỡ mà đang bị cái tình huống thật như thế thì mình cũng không chịu, không biết sao. Nói mọi người sao mình cũng không biết chứ đối với mình thì chịu không được. Chắc phải là phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ, đúng không? Đây bây giờ là phân luồng ở trên này lại đi xuống. Mấy xe kia lên là đỡ ùn tắc ngay chỗ cái cua đó, nó bé. Chỗ đó mà nó không bị sạt đúng không em nhỉ? Đúng rồi. Nó đang nó bé mà nó còn bị sụt lún nữa. Cả hai đoạn đường đều đi vào trước hết rồi. Đây, bây giờ thì phân luồng rất là dễ, như nãy mới vừa chia sẻ với một cháu bộ đội. Bảo cháu đã làm sớm lắm ngay cái cua đó đó, cái nhà thấy ngay cái dây băng đó, ngay cái biển đỏ, cái chỗ đó nó có cái cua khắc giống như cái bầu tử mình đó. Mỗi bữa thì làm ở chỗ đó lên cao lắm, cao lên so với bình thường là 1 mét, nhưng mà cái giao thông bị ngã là để quay cái việc tốt thôi. Bị cái là có các chú bộ đội là giúp ngay đúng không? Ngay chỗ đó thì mỗi khi nó lên rất là cao và có thể là cao hơn 1 mét và người ta sẽ lưu lấn xuống để thành cái con đường. Nhưng mà không may cái chỗ đó nó lại bị nữa cả nhà, cho nên đang khắc phục nó thành một cái khúc eo, nó khó xử. Đó. Cho nên người ta cũng đang khắc phục sự cố ở chỗ đó, cho nên là đi qua cái chỗ đó nó hay bị vướng. Bây giờ thì lượng xe xuống khá là đông, bây giờ là xe đang xuống để sang cây cầu ở cái này. Bây giờ cho hai làn xe máy này đi hai làn thì thoải mái, nhưng mà xe ô tô khoát mà đi hai làn mắc ở chỗ đó ngay vướng bị ùn tắc ở chỗ đó. Xe đâu rồi? Mình ở vị trí này mình đứng thì nó rất là thuận tiện và đẹp, nhưng mà cái mạng nó còn là hơi kém cả nhà. Mình hôm nay được may quá là bên người ta vẫn cho mình chia sẻ và ghi lại những hình ảnh, thì mình được đứng tại cây cầu này. Mong sao các bác cho mình chia sẻ và quay lại những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp của các chú bộ đội để giúp đỡ cho người dân, và nó cho là gọi là có ý nghĩa. Thì mong dần cái video này sẽ truyền tải những cái thông điệp có ý nghĩa cho cuộc sống cũng như là xã hội, để cho mọi người được xem hình ảnh những chú bộ đội giúp mọi người lưu thông qua bên cái cầu phao, cũng như là sẽ phân luồng cái cầu phao như thế nào. Bây giờ thì xe sẽ quay lại qua bên kia để cả nhà mình xem cái lưu lượng giao thông bên kia nó sang như thế nào nhé. Nếu mà đi xe máy thì bây giờ thì xe nghĩ nếu đi xe máy thì hai làn đường đi thoải mái không ùn tắc, chỉ sợ là ô tô thôi. Xe máy đi hai làn đường không ùn tắc. Thì hôm qua nèo xe cũng đây cũng đã thấy người ta phân luồng xe máy cũng đi được hai làn đường ở dưới cầu, mà xe ô tô thì cứ đi một không kịp cho nó luôn và ngay đó. Sáng thiệt, Lợi Xuân Lợi này bịt luôn, buổi sáng có đến 2 triệu lượt xe. Không, mình không đếm nhưng mà khả năng là chắc là phải hơn cả nhà, phải hơn. Vì hai bên cầu đây khá là đông, nếu mà hỏi là có được 2 triệu lượt xe hay không mình không biết, nhưng mà khả năng mình thấy từ sáng giờ chỉ có được hơn nửa tiếng thôi, mà khả năng là hơn mấy triệu lượt lưu thông rồi chứ không ít đâu. Bây giờ tiếp tục xe sẽ quay lại cây cầu nha cả nhà. Quay lại cây cầu ở cả nhà mình xem
người ta đang lưu thông qua cây cầu nhé. À, cả nhà mình đây, hồ sen không phóng ra đâu, nếu mà phóng ra thì cái hình ảnh nó bị vỡ á. Cả nhà mình xem như thế này thì nó hồ sen mong nó sẽ rõ. Chứ bây giờ phóng ra nó vỡ hết cả nhà. À, bây giờ thấy cả bên mình và bên kia là được, thấy hết đúng không cả nhà? Màn hình hồi nãy hồi sen di giờ thì nó đã tối màn hình rồi. Bạn quay gì đây cậu? Mình thì mình quay mọi người lưu thông qua từ bên cây cầu thôi chứ có cái gì đâu. Mình muốn chia sẻ những cái sự tốt đẹp. Đây, đây các chú bộ đội vẫn ủng hộ dân dân để giúp đỡ cho dân ẩn cái xe lịch đó. Mình muốn chia sẻ những cái hình ảnh tốt đẹp từ các chú bộ đội giúp đỡ cho dân. Ôi chết mồ à. Chạy chạy cả nhà ơi. Hồ sen phải chạy xin phép cả nhà nhé. Chạy 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 chạy. Mưa to luôn. Mưa to. Chạy không chạy chết. Ôi hay quá. Ôi may quá, mưa rồi cả nhà. Đây bây giờ mưa to rồi. Mưa to rồi cả nhà, mưa to. Mưa to rồi. Bây giờ mưa ở ngoài cầu không biết như thế nào, mình phải chạy vào trong. Cái máy của hồ sen là máy của mình là không chống được nước cả nhà. Có chống được nước thì chỉ có máy xịn đó, nhưng mà chống được nước và máy là người làm sao chống được nước. Rồi rất là mưa rất to rồi. Đây bộ đội còn đây. Đây. Đây hướng dẫn cho mọi người dân đi đường tắt luôn. Mình muốn bây giờ đang mưa hết. Sáng bình minh đẹp thật. Cũng may quá là bớt đông rồi, lúc mà đông thì mà trời mưa thế này thì lại đội cho người dân đi qua đi lại ướt, còn các chú bộ đội còn phải phân luồng. Chú hồ sen mình sẽ tiếp tục có nhiều hình ảnh cho mọi người xem. Vâng, cảm ơn bạn Khánh Phạm rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều giúp hồ sen chia sẻ hết mưa. Bây giờ thì lượng lưu lượng giao thông nó bớt, nó giảm dần lại rồi. Khả năng là lúc mà mình chia sẻ lên chắc là các phụ huynh cũng biết, thì các phụ huynh chọn được giờ rồi. Bộ đội mưa không biết vào nhà nữa. Sao vào được, nhiệm vụ và trách nhiệm phải làm. Không phải nhất là các chú bộ đội, khi nãy mà mưa to thì các chú bộ đội cũng phải đứng ở đó chứ làm gì mà đi vào được. Bên này cầu, bên kia cầu dùng bộ đàm. Lên dốc này, hai bên dốc này thì bê tông không à. Nhưng mà có cái là trời mưa đã ướt người, nhưng mà vội vàng, vội vã thì nó cũng khó.
cho nên là mong sao hết mưa để dân đi qua lại nó dễ dàng. Chứ mưa thì lên dốc, và dốc nó cũng không cao lắm nhưng mà nó hơi khó khăn, nếu mà chở nặng là sẽ tuột dốc, còn mà đi xe máy thì không sợ tuột dốc, xe máy một người hai người không sợ, mà sợ nhất sợ nhất là khi mà mọi người mà chở xe máy mà chở cá trong đó có nước rất là nặng, chở cá để đến chợ người ta phải có oxy có nước sụp quá, chạy oxy cho cá trong đó rất là nặng, đôi ba tạ nước ở trong đó nên là đi xe máy nó khó lên đó. Đó. Chú bộ đội bây giờ hỗ trợ ngay ẩn lên để lên kịp thời, còn mà người dân mình đi xe máy thì lên xuống cái dốc này rất là dễ đơn giản, không bị gì. Thôi nhá, trời mưa, mưa đúng là khó khăn, mình phải chạy vào trong đây, may quá có chỗ trú ẩn an toàn, không có chỗ trú ẩn nữa các anh người Việt. May quá số lượng lưu thông bây giờ nó cũng đang giảm dần nhưng mà rất là ok, đi hai luồng, phân ra thành hai luồng xe máy này nè. Cả nhà giúp cho Sang xin một lượt chia sẻ nè cả nhà. Tôi chú anh chị và các bạn giúp Hồ Sang một lượt chia sẻ nè, Hồ Sang không nên nói. À không, đây là Hồ Sen đang nói vui mà ý là nói mọi người bảo là trời mưa phải biết chạy vào nhà, mà sao chú bộ đội không biết chạy vào nhà. Không phải là chú bộ đội không biết chạy, nhưng mà công việc và trách nhiệm của chú là bắt buộc làm như thế, chú vẫn đứng mưa để phân luồng và điều tiết giao thông, chứ không phải mình nói ở đây là mình nói xấu về chú bộ đội. Mình thường thường mình làm video mình vẫn là tiên vương chú bộ đội mà rất là vất vả thật. Như mọi khi hôm trước mà khi làm cọc phao chưa xong là các chú bộ đội làm rất là sáng sớm, 6 giờ là phải làm. Nhưng mấy ngày hôm nay cả nhà thấy từ 5 giờ rưỡi là người ta đã phân luồng, đã sắp xếp công việc và làm những cái cầu phao để gắn vào để cho dân đi qua. Cháu ơi, bất bả. Cháu ơi, đồ má mày. Mưa mới chạy vào nhà. Không, anh bên YouTube. Hả? Ai Dũng hả? Bây giờ xe máy thì phân thành hai luồng cả nhà, hai luồng đi qua đi lại. Có xe không, xe tải hiện bây giờ thì không có xe tải nha. Hello, một bạn tiktoker idol. Bây giờ đi xe máy thì thường thường họ sang biết là xe máy là phân hai luồng, một luồng lên và luồng xuống, qua lại thì hai luồng, mà ô tô thì chỉ đi một luồng thôi, tránh tình trạng xe tải thì không được đi. Nhưng mà nhé, mình qua giờ mình thấy là xe 7 chỗ như Santa Fe với là Innova 7 chỗ với là Ford 7 chỗ đi lên xuống bình thường, còn mà xe tải thì không thấy, với lại xe khách cũng không nha. Khả năng là chắc là có hạn chế.
cả nhà, cả nhà giúp cho họ xem xin một lượt chia sẻ này cả nhà, cũng như một lượt thích cái ngón tay đi lên. Và các bạn chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Hồ Sen, cũng như có sự tương tác và nhận lợi từ thông báo trên kênh của Hồ Sen. Hồ Sen sẽ cập nhật thông tin tình hình cho cả nhà mình được biết. Và bây giờ cái live Hồ Sen cũng khá dài, mà khả năng này Hồ Sen sẽ xin tạm dừng cái live ở đây. Hồ Sen sẽ chia sẻ bên trục vớt tìm kiếm cứu hộ cứu nạn bên cây cầu bên kia. Thì cái live nó quá dài, nó cũng không được tốt thì cái chất lượng video á, một còn hai nữa thì đỡ bớt mưa, Hồ Sen sẽ qua cho bên kia, Hồ Sen quay, Hồ Sen sẽ tiếp tục chia sẻ lên trên kênh là trục vớt tìm kiếm những nạn nhân, tình hình tình huống trên đó. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo từ kênh Hồ Sen. Một lần nữa Hồ Sen xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị các bạn đang theo dõi và ủng hộ trên kênh Hồ Sen. Chúc mọi người một buổi sáng thật vui vẻ, nhiều sức khỏe bên gia đình. Bên Hồ Sen có bán các mật ong rừng từ thiên nhiên, các cô chú anh chị nào mua ủng hộ Hồ Sen để có một ít kinh phí đi lại, để ghi lại những hình ảnh chia sẻ lên mọi người được biết. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà mình vào cái video sau. Cảm ơn cả nhà.